Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Mão Oan và lại là mình đây. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tập trung và list lại những cái thông tin được Apple cho ra mắt tại hội nghị các nhà phát triển của họ WWDC năm 2022 có thể diễn ra vào ngày 6 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6. Và thực sự là mình cũng rất là mong chờ ở cái thời điểm này thì Apple sẽ tung ra những cái sản phẩm, những phần mềm gì. Và rất có thể là sẽ được ra mắt chiếc MacBook Air chạy chip M2 mới nhất. Và intro nào. Mac One số 1 về Mac. Và như thường lệ thì với WWDC hàng năm, đó chính là cái nơi mà để Apple ra mắt giới thiệu những cái phần mềm mới dành cho các thiết bị của mình như là iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV hoặc là MacBook. Và trong cái ngày đầu tiên thì thường thường là CEO Tim Cook sẽ lên để góp mặt trong cái buổi thuyết trình ngày hôm đó. Và với WWDC 2022 thì sẽ là một cái sự kiện ảo và được phát triển trên một cái trang web của Apple. Và đây là một cái điều mà chúng ta cũng không có quá là lạ đâu. Bởi vì năm 2020 này, 2021 thì do dịch Covid-19 thì chúng ta cũng đã buộc phải xem WWDC qua cái màn ảnh nhỏ rất là nhiều rồi. Và thường các phần mềm được phát hành tại WWDC vào khoảng cái tầm giữa năm như này để Apple gần như là để chạy thử những cái bản beta trước khi xuất hiện những cái mẫu iPhone mới. Và đặc biệt là một cái mình rất là mong chờ, đó chính là iOS có thể gọi là 16 chẳng hạn. Nó có thể là xuất hiện những cái bản beta để người dùng dùng thử trước khi tháng 9 sẽ ra mắt cái mẫu series iPhone 14. Và mình cập nhật được thông tin là ở Mỹ, một số các nhà phát triển hoặc là sinh viên thì có thể đăng ký xem bài thuyết trình này tại trụ sở chính của Apple tại California. Và như mọi năm thì WWDC sẽ là những cái nơi mà để ra mắt phần mềm thôi, nhưng mà mình hy vọng rằng là năm nay Apple có thể là đột phá hơn, là có thể ra mắt được một thiết bị phần cứng mà được rất là nhiều người mong chờ, trong đó có mình, đó chính là chiếc MacBook Air chạy chip M2 đã được leak rất nhiều ảnh ở trên mạng thời gian gần đây rồi. Và đầu tiên về màu sắc thì MacBook Air M2 rất có thể sẽ được ra mắt nhiều màu sắc mới như là iMac hoặc là iPad Air 5 mới nhất chẳng hạn, chúng ta có thể có lên khoảng tầm 5 màu sắc. Và về phần cứng ở trong thay đổi cũng rất là nhiều, đó chính là chúng ta sẽ có màn hình tai thỏ giống như là chiếc MacBook Pro 14 inch và 16 inch đã được ra mắt. Và cái viền màn hình ở trên cái ảnh leak các bạn có thể nhìn thấy, đó chính là nó sẽ không có màu đen mà nó sẽ có màu trắng giống như là chiếc iMac. Và kể cả là không chỉ là màn hình mà bàn phím cũng rất là giống iMac, chúng ta cũng có một cái bàn phím cách nhau màu trắng và cũng có một cái Touch ID rất là giống cái bàn phím ở trên iMac. Và chúng ta có thể thấy rằng là MacBook Air M2 này rất có thể là thiết kế sẽ thay đổi hoàn toàn, đó chính là thiết kế vuông giống như một số cái thiết bị mà Apple cho ra mắt gần đây. Không nằm ngoài lệ thì MacBook Air 2022 sẽ có thể là có cái thiết kế như vậy. Và với cái màn hình tai thỏ như là MacBook Pro 14 và 16 inch thì cái phần tai thỏ sẽ để chứa webcam. Và với cái thông số của một số cái bên đưa ra thì nhất định là MacBook Air 2022 sẽ có một cái màn hình có một cái độ sắc nét hơn này, và cái độ sáng nó cũng cao hơn để giúp chúng ta có thể nhìn được ở ngoài trời một cách rõ ràng hơn. Và cái điều mà mình mong chờ nhất đó chính là con chip M2, và một số bên leak ra đó chính là nó không thể mạnh như là M1 Pro hay M1 Max đâu, nhưng mà cái bộ vi xử lý M2 này vẫn có một cái 8 lõi CPU giống như là M1 và hiệu suất cao hơn khi mà chúng ta có thể tùy chọn là 9 hoặc là 10 gõ GPU. Nó giúp máy có thể thao tác mượt mà được các cái công việc của chúng ta và cũng không muốn quá là nhiều RAM như là phần ở thiết bị trước. Và với giá dự kiến của chiếc MacBook Air 2022 này thì nó cũng sẽ rơi vào khoảng tầm $999, tức là về Việt Nam nó cũng phải rơi vào tầm khoảng 30 triệu đồng. Thì với là 30 triệu đồng, các bạn có bỏ tiền ra để sở hữu một chiếc MacBook Air đời mới nhất này không? Cùng comment xuống bên dưới để cho mình được biết nhé. Và những cái thông tin trên là những cái thông tin mà mình đã tập hợp từ WWDC 2022 có thể xảy ra. Và cái sự kiện mà mình mong chờ nhất đó chính là phần cứng, mặc dù là nó cũng rất là khó có thể xảy ra là Apple cho ra mắt dòng E 2022 chạy chip M2, nhưng mà cũng hy vọng rằng là nó sẽ được ra mắt vào năm nay, bởi vì dòng E nó đã ra mắt là quá lâu rồi mà chưa có mẫu mới. Và các bạn cùng mình hãy cùng chờ xem nhé. Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.